Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Toàn Mister. Anh em biết đấy, Gia Nam Lam là nhân vật nữ trong tiểu thuyết Đường Gia Tam Thiếu. Tại Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn, đời thứ 2 của Sử Lai Khắc Thất Quái, tuổi xếp hạng thứ 4, biệt danh là Phong Ma Như Thỏ. Ôn Nhu lại không mất đi sự nghịch ngợm, tự cường nhưng không mất đi sự kiên định, thỉnh thoảng sẽ có chút mê tài. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một số thông tin về Gia Nam Lam trong Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn này nhé. Trước khi đi vào chủ đề clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Đầu tiên là một số thông tin cơ bản. Tên đầy đủ là Giang Nam Nam, bí danh khác thì là Tứ Sư Tỷ, Lam Nam, Phong Ma Như Thỏ, Nam Nam Tỷ, Ngoại Viện Đệ Nhất Mỹ Lữ. Tuổi thì ở cuối truyện là 27 tuổi, giới tính là nữ, võ hồn là Phong Ma Như Cốt Thỏ, tu vi Phong Hào Đấu Na cấp 95 ở cuối truyện. Nghề nghiệp thì là mẫn công hệ chiến hồn sư. Món ăn yêu thích là cá lướng. Về tướng mạo nhân dạng của Giang Nam Nam, Giang Nam Nam nhìn qua có 14-15 tuổi, dáng người thon dài cân xứng, mái tóc màu vàng tạo thành gợn sóng lớn xõa tung ra sau đầu, da thịt hơn tuyết, hai mắt giống như là một dòng nước trong vắt. Lúc cố phán tự có một phen khí chất thanh nhã cao hoa, dung sắc như ngọc như trăng, mới sinh choáng váng như hoa kế tuyết, nhu tình thái độ, mị vu ngôn ngữ, kiểu nhu uyển chuyển, mị diễm không gì sánh được. Tư thế khuynh quốc khuynh thành kia phảng phất làm cho tất cả màu sắc xung quanh đều ảm đạm. Về tính cách của Giang Nam Nam, Giang Nam Nam là một người tốt bụng, đối xử tôn trọng với mọi người và có khí chất rất là duyên dáng, thu hút tất cả những người khác. Tuy nhiên, khi cô ấy ở cùng với Từ Tâm Thạch, tính cách của cô ấy trở lên chua ngoa do những mâu thuẫn trong quá khứ của họ. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể bỏ qua những bất bình của mình và cùng với anh chiến đấu vì vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, lòng công thủ của cô chuyển sang quan tâm và tận tụy với anh. Về khả năng sức mạnh, năng lực của võ hồn của Giang Nam Nam, về võ hồn thì là Phong Ma Nhu Cốt Thỏ, cấp bậc hồn lực là hệ mẫn công cấp 95 siêu cấp đấu la, cấp bậc hồn hoàn thì là 2 vàng 2 tím 4 đen và hồn hoàn thứ 9 thì không rõ. Về hồn linh thì là Nguyên Chi Nhuyễn Cân Mãng 3 vạn năm, cung cấp cho Giang Nam Nam hồn hoàn thứ 7 và thứ 8. Giang Nam Nam có thể khống chế thân hình khổng lồ, lợi dụng 10 trượng tung hoành trong chiến trường. Chỗ lớn nhất, cường hạn nhất chính là đồng thời có được tất cả năng lực của Giang Nam Nam. Về hồn kỹ thứ nhất đó là Yêu Cung, hồn kỹ thứ hai đó là Gia Tăng Trọng Lực, hồn kỹ thứ ba đó là Thuấn Di, hồn kỹ thứ tư đó là Vô Địch Kim Thân, hồn kỹ thứ năm đó là Nhu Cốt Tỏa, hồn kỹ thứ sáu đó là Khống Chế Trọng Lực, hồn kỹ thứ bảy đó là Chân Thân của Nhu Cốt Thỏ, hồn kỹ thứ 8 và hồn kỹ thứ 9 thì không được nhắc đến. Về hồn cốt thì có Song Hồn Cốt. Đường môn tuyển học, Luận Tử Cực Ma Đồng thì Hoắc Phụ Hạo có trình độ cao nhất, nhưng nếu nói về Huyền Ngọc Thủ và Khống Hạc Cầm Long thì Giang Nam Nam am hiểu nhất cận chiến, chính là đã hạ không ít khổ công vào trong đó. Về kinh lịch của Giang Nam Nam, Giang Nam Nam sinh ra ở một gia đình nghèo, 12 tuổi đăng ký vào Học viện Sử Lai Khắc, được nhận vào và trở thành đệ tử Long Cốt. 14 tuổi bởi vì trong nhà nghèo, mẫu thân bệnh nặng, rất cần Huyền Vũ Thần Đan của Huyền Minh Tông cứu trị. Bất đắc dĩ cùng Từ Tam Thạch biên phòng để võ hồn tiến hóa, nhưng cũng bởi vậy trong lòng lưu lại vết thương kéo dài. Sau đó cùng Từ Tam Thạch gặp nhau ở học viện, nhưng đối với hắn cực kỳ lạnh lùng, vô luận là Từ Tam Thạch lấy lòng như thế nào, Giang Nam Nam cũng không ôn nhu với hắn. Từng là một thành viên của đội dự bị Sử Lai Khắc, cùng với các thành viên khác nỗ lực phấn đấu giành được quán quân cuộc thi đấu hồn của Học viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục. 5 năm sau, đại biểu đường môn xuất chiến, một đường thăng cấp xông vào trận chung kết. Nhận lời thổ lộ của Từ Tâm Thạch tại sự kiện Hải Thần Duyên, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn buông xuống. Sau khi trải qua khảo nghiệm của Càn Khôn Vấn Tịch Cốc, hoàn toàn tiếp nhận Từ Tâm Thạch trở thành một cặp vợ chồng. Cuối cùng gả cho Từ Tâm Thạch. Ok, trên đây là một số thông tin về Giang Nam Nam trong Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn mà mình biết. Anh em thấy mình có nói thiếu điểm gì hay còn thắc mắc điểm nào thì hãy để lại xuống phần bình luận cho mình. Clip của mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.